Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc đừng vội lạc quan về dịch viêm phổi Vũ Hán. Trước sự việc Trung Quốc loan báo hết ca lây nhiễm trong nước vào hôm 19 tháng 3, các chuyên gia y tế công cộng cảnh báo Trung Quốc chớ nên vội vã ăn mừng bởi vì nguy cơ một đợt bùng phát thứ nhì có thể xảy ra bất cứ lúc nào và điều đó sẽ càng thêm thảm khốc. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, giới chức y tế Trung Quốc thông báo có thêm 34 ca lây nhiễm nhưng tất cả đều do du nhập từ nước ngoài vào Trung Quốc mà thôi. Đây là hình ảnh các tình nguyện viên Trung Quốc đã cảm ơn nhóm y tế hỗ trợ giúp đỡ công tác chống dịch tại một buổi lễ chia tay tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 19 tháng 3 năm 2020. Cũng theo thông báo này, toàn quốc không còn một trường hợp nào mới xuất phát trong nội địa bị viêm nhiễm bệnh dịch cúm Vũ Hán. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Hồ Bắc, nơi xuất hiện ca nhiễm cúm Vũ Hán đầu tiên, không ghi nhận ca lây nhiễm mới nào, dù là từ trong nước hay từ nước ngoài. Các số liệu đó tương phản hoàn toàn với những gì đang diễn ra tại các nơi khác, đặc biệt là tại Hoa Kỳ và châu Âu, nơi các ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán mới tiếp tục và gia tăng, cũng như số lượng người chết ngày càng lớn. Tuy vậy, các nhà dịch tễ học nói không có lý gì để Trung Quốc tuyên bố chiến thắng tại thời điểm này cả. Giáo sư dịch tễ Đại học Ben Crowling thuộc Đại học Y tế Công Đại học Hồng Kông cảnh báo như sau. Tôi nghĩ hãy còn quá sớm để ăn mừng, có khả năng đợt bùng phát thứ hai đã bắt đầu ở Trung Quốc. Và thật vậy, Trung Quốc đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh nhập khẩu từ bên ngoài, khi người Trung Quốc ở nước ngoài đã đổ xô về Trung Quốc tránh dịch do tình hình dịch bệnh đang rất căng thẳng tại Mỹ và châu Âu, nhưng tại Trung Quốc họ tuyên bố rằng gần như không còn dịch nữa. Đây là hình ảnh một chuyên cơ riêng Gulfstream G550 đưa khách từ Anh về Trung Quốc có giá từ tới 16.000 bảng Anh một vé, tương đương với khoảng 420 triệu đồng. Nếu như vài tuần trước, có rất nhiều người Trung Quốc đã ra nước ngoài để tránh dịch khi dịch bệnh bùng lên ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và lan sang toàn bộ các địa phương khác trên toàn quốc, thì giờ đây, mọi thứ đã đảo ngược khi hàng loạt người Trung Quốc đang ồ ạt kéo về nước vì tin rằng đây là địa điểm an toàn nhất, vì họ cũng nhận được những thông tin này từ truyền thông của nhà nước Trung Quốc nói như vậy. Trên trang trip.com, không còn ghế trống nào trên chuyến bay từ London, Anh đến Thượng Hải cho đến ngày 13 tháng 4. Vé một chiều của hãng China Airlines Group thời điểm hiện nay có giá khoảng 3.000 đô la. Theo dữ liệu của Qantas.inc, giá vé một chiều hạng phổ thông từ châu Âu đến Trung Quốc tăng tới 174%. Từ 5.492 nhân dân tệ, tức là 885 đô la, đã lên 15.021 nhân dân tệ, tức là tương đương với 2.147 đô la. Giá vé một chiều Mỹ đến Trung Quốc tăng tới 137%. JetD, một công ty máy bay tư nhân, đưa ra mức phí rất cao cho vé máy bay từ Anh về Trung Quốc. Mức giá dự kiến vào khoảng 21.000 bảng Anh, tức là tương đương với hơn 560 triệu đồng Việt Nam, cho một vé trên máy bay có 14 chỗ ngồi. Dù giá cao như vậy, nhưng các chuyến bay như vậy đều đã kín chỗ. Một số hãng du lịch tư nhân khác cũng cung cấp chuyến bay sử dụng máy bay tư nhân Gulfstream G550 với giá từ 16.000 bảng Anh, tức là hơn 420 triệu đồng Việt Nam mỗi ghế. Được biết, giá các chuyến bay đã tăng khoảng 3.500 bảng Anh trên một vé, cao hơn 10 lần so với giá trung bình năm trước. Thậm chí nhiều Hoa Kiều giàu có sẵn sàng thuê phi cơ riêng bay tới Hồng Kông, Trung Quốc, mong trở về đại lục qua đường đặc khu kinh tế. Trong những ngày này, các sân bay lớn tại Trung Quốc rơi vào tình trạng quá tải khi dòng người hoa từ khắp nơi đổ về chờ nhập cảnh. Trong nỗ lực đối phó với dịch bệnh có nguy cơ làm đảo lộn trật tự xã hội, đe dọa đến sự tồn vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nước này đang tích cực triển khai công tác tuyên truyền và đổ lỗi cho Mỹ mang dịch bệnh vào Trung Quốc với tuyên bố Hoa Kỳ đang nợ Trung Quốc một lời xin lỗi và thế giới nợ Trung Quốc một lời cảm ơn. Đây là bức ảnh về những ghi chú của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump trên trang
tweet được chia sẻ cho thấy cụm từ virus Trung Quốc đã được sử dụng để miêu tả về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Sau lần đầu tiên dùng cụm từ cúm Trung Quốc trong một bài tweet của mình vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục khẳng định sự chính xác của cụm từ này. Cũng trong ngày 17 tháng 3, ông nói như sau: "Tôi phải gọi bằng cái tên mà nó xuất hiện đầu tiên hơn là tranh luận với nó. Nó có nguồn gốc từ Trung Quốc, do đó tôi nghĩ đây là một cụm từ rất chính xác." Và mới đây, vào ngày 19 tháng 3, trong một cuộc họp tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho rằng các quan chức Trung Quốc đã không chia sẻ đầy đủ những thông tin sớm hơn về bệnh viêm phổi Vũ Hán khi dịch bệnh này bùng phát ở Trung Quốc. Ông đã đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch và một lần nữa ông sử dụng cụm từ cúm Trung Quốc. Ông nhấn mạnh trên thế giới đang phải trả một cái giá to lớn cho những gì họ đã làm và rằng dịch bệnh này lẽ ra phải được ngăn chặn ngay khi nó xuất hiện từ Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ khẳng định các quan chức Mỹ có lẽ đã phản ứng nhanh hơn nếu chính phủ Trung Quốc chia sẻ đầy đủ thông tin về dịch bệnh. Mới đây, nhiếp ảnh gia tờ Washington Post, Jobin Bosford, đã đăng tải một bức ảnh về những ghi chú của ông Trump trên tweet cho thấy cụm từ cúm Trung Quốc đã được sử dụng để miêu tả về dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Nhiếp ảnh gia còn cho biết thêm như sau: "Nhìn gần tờ giấy ghi chú của Tổng thống Donald Trump, ở đấy có thể thấy ông ấy đã gạch từ nguyên gốc đi và thay bằng từ Chinese, tức là cúm Trung Quốc, khi ông ấy phát biểu trước lực lượng tác chiến chống cúm Vũ Hán chủng mới tại Nhà Trắng vào ngày 19 tháng 3 năm 2020. Và trong bối cảnh Trung Quốc huy động một lực lượng cả về ngoại giao và truyền thông để viết lại lịch sử cho dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, thì nước này đã liên tục nhận được những chỉ trích của giới phương Tây. Đây là hình ảnh nghị sĩ Ý Capri ở giữa chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc là cúm trên toàn cầu. Trước đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền rằng các chuyên cơ của Trung Quốc đã vận chuyển vật tư y tế cung cấp cho Ý. Tuy nhiên, truyền thông Ý bất ngờ, nghi ngờ đây là tin giả và cho biết hàng ngàn bình oxy Đài Loan và hàng chục ngàn khẩu trang đều là do Ý bỏ tiền ra mua. Đây là giao dịch mua bán thương mại mà thôi. Trong những ngày qua, ông Mauricio, nghị sĩ của Thượng viện Ý và cựu Bộ trưởng Bộ Truyền thông đã nghiêm khắc chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc tung tin đồn về những tuyên truyền giả dối về việc Trung Quốc giúp đỡ miễn phí cho Ý và các nước châu Âu khác. Ông cho biết các vật tư y tế hoàn toàn là do nước này tự bỏ tiền ra mua. Nghị sĩ Mauricio cũng chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây nguy hại cho toàn thế giới. Trung Quốc không chỉ là quốc gia có nguồn lây nhiễm dịch bệnh nghiêm trọng nhất, mà chính quyền nước này còn thực hiện các giao dịch thương mại quốc tế thông qua các thủ đoạn không chính đáng, khiến các quốc gia đối tác rơi vào khủng hoảng kinh tế. Lần này, Đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí đã che giấu và báo cáo giả về tình hình dịch bệnh, lừa dối toàn thế giới, đã khiến cho các nước trên thế giới bị rơi vào thảm họa. Cuối cùng, nghị sĩ đã nói thêm, Trung Quốc cơ bản chính là con cúm trên thế giới. Video này của nghị sĩ Capria đã thu hút vô số lời hưởng ứng. Cư dân mạng đã tweet video này và sửa lại rằng chính Đảng Cộng sản Trung Quốc là một khối u, chứ không phải là Trung Quốc. Và gần đây, nghị sĩ Quốc hội Ý ông Mauricio đã chỉ trích và gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc là virus lần đầu tiên trên toàn cầu và điều này ngày càng được lan rộng. Đây là hình ảnh vào ngày 4 tháng 3, tờ Tân Hoa Xã của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng bài bình luận "Cây ngay không sợ chết đứng, thế giới nên cảm ơn Trung Quốc". Bài báo công kích chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố rằng Trung Quốc đã hy sinh rất lớn trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Vì vậy Hoa Kỳ nợ Trung Quốc một lời xin lỗi và thế giới nợ Trung Quốc một lời cảm ơn. Từ đó, nhiều thông điệp chính thức kêu gọi thế giới phải cảm ơn Trung Quốc vì đã hy sinh chiến đấu với con virus và nay Trung Quốc, Bắc Kinh sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm cho những nước nào cần đến nó. Một thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố như sau: "Trong lúc vẫn tiếp tục công việc phòng dịch tại Hoa Lục, chúng tôi sẽ cung cấp trong phạm vi khả năng của mình sự hỗ trợ cho các nước. Mục tiêu là để người ta quên đi chế độ cai trị đã làm mất ít nhất 3 tuần lễ quý giá để ngăn chặn bệnh dịch cùng một loạt các sai lầm của chính quyền Trung Quốc đã khiến cho bệnh dịch lan rộng qua việc tổ chức bữa tiệc khổng lồ tới 40.000 gia đình tham gia
vào hôm 18 tháng 1 năm 2020 tại Vũ Hán nhằm đặt kỷ lục thế giới và để cho hơn 5 triệu người Vũ Hán ra đi trong khi nạn dịch đang tiến triển rất mạnh và đây là nguồn lây nhiễm đối với thế giới và những nước xung quanh và trong đó có cả Việt Nam. Và đại dịch viêm phổi Vũ Hán một lần nữa đã giúp thế giới nhìn rõ bản chất sự thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là hình ảnh sinh viên và người dân đã kháng nghị đòi cải cách dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn vào tháng 6 năm 1989 ở Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm gì trong trận dịch lần này khi chà đạp lên sinh bệnh của con người? Đàn áp tự do ngôn luận, dùng tiền để kiểm soát các tổ chức quốc tế, buộc người dân đi làm trở lại bất chấp ảnh hưởng đến an toàn, tính mạng, lơ là quan liêu, liên tiếp mắc phải sai lầm, bỏ lỡ những thời điểm vàng để ngăn chặn dịch bệnh và gây nên cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu. Trung Quốc nợ thế giới một lời xin lỗi. Lý do không nằm ở bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán mà là sự che giấu, cách xử lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt sự tồn vong của chế độ lên trên tính mạng của người dân để dịch bệnh bùng phát, gây ra thảm họa y tế trên thế giới và nay đã lan lên châu Âu và Mỹ. Dịch bệnh Mỹ Vũ Hán lần này đã khiến cho thế giới càng nhìn thấy rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã che giấu sự thật. Mỹ dân dùng bạo lực để kiềm chế quyền lực được cung cấp thông tin của người dân, quyền được sống, được tự do ngôn luận của người dân. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn tồn tại ngày nào thì thế giới sẽ còn sớm chứng kiến tiếp tục những thảm họa nhân đạo, thảm họa y tế tiếp tục ngày đó. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.